Các bạn phải chấp nhận đấy là khi mà tổng của bạn nó về bờ, tổng của bạn nó đã dương rồi, thì cho nên cắt những cái lệnh đó để cho vào những cái entry mới thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn. Bởi vì bao giờ nó sẽ như thế, giống như kiểu ở ngoài đời các bạn làm những cái gì các bạn làm mới nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ đơn giản hơn so với cái việc là chào mừng các bạn quay trở lại với Em Invest, mình là Minh. Và ở trong video ngày hôm nay mình sẽ lại chia sẻ với các bạn hành trình cứu cháy của mình. Và đối với tài khoản này thì mình sẽ cho các bạn thấy đấy là có những tài khoản cứu cháy rất là dễ. Bởi vì cái thời điểm bắt đầu nó là nó chỉ đánh lệnh một chiều và cái số dư trong tài khoản nó còn tương đối là lớn. Nhưng mà có một vài trường hợp như mình đã kể với các bạn ở trong câu chuyện trước, đấy chính là cái chủ tài khoản ấy là người làm cho cái hành trình cứu cháy nó trở nên khó hơn gấp đôi, khó hơn gấp ba. Và trong câu chuyện ngày hôm nay thì cái chủ tài khoản đã làm cho cái hành trình về bờ nó bị hụt mất đến 2 lần và 3 lần. Tức có đến 2 và 3 lần cơ hội để cho anh ấy về bờ một cách nó an toàn và thậm chí là có lãi. Nhưng cuối cùng thì anh lại chọn một cách đấy là làm một cái hướng nó ngược lại so với những cái dự đoán và so với những cái lời khuyên của mình, để dẫn đến việc là quá trình về bờ nó xa hơn và nó mang rất là nhiều những cái rủi ro và những cái khó khăn hơn ở trong cái hành trình đó. Và mình sẽ kể cho các bạn chi tiết ở những cái điều gì đã xảy ra. Và ở đây trong tất cả những câu chuyện cứu cháy thì mình vẫn hay nhận được những cái tin nhắn với cái mức độ hoảng hốt rất là cao. Đấy chính là chú xem hộ anh bao giờ về bờ được với. Và đối với tài khoản này thì cái số dư nó là khoảng 23.000 và cái phần âm nó đang là khoảng 5.001. Để dừng lại ở đây một chút, chúng ta sẽ có một vài điều cho phân tích về tài khoản này. Thứ nhất là như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình, và mình sẽ nhờ bạn edit để hiện những cái lệnh sell này trên TradingView cho bạn dễ nhìn hơn. Đó là các bạn sẽ thấy những cái lệnh sell nó là một chiều, thì đây là một yếu tố tốt, mình đánh giá sẽ là một cái điểm cộng giúp cho việc cứu cháy tài khoản nó sẽ dễ hơn. Cái thứ hai nữa là cái phần âm trong tài khoản này nó không quá là nhiều, nó chỉ là khoảng 1/4 so với tổng số tài khoản này, nó chưa đến 1/4. Thì đây yếu tố mình nghĩ là điểm cộng thứ hai. Và cái yếu tố là điểm cộng thứ ba, đấy chính là cái anh này. Thật ra thì anh cũng là một cái anh học viên của mình, và trong quá trình giao dịch thì mình biết dù có học và có chia sẻ kiến thức đến như thế nào thì nó sẽ rất là nhiều giai đoạn có thể chúng ta sẽ bị sẩy chân và chúng ta sẽ gặp những cái rủi ro nó không đáng có. Và cái điều đó là cái điều mà mình cảm thấy là cũng bình thường thôi. Thực ra sau mỗi cái lần thua lỗ hoặc là sau mỗi cái lần mà mình bị cháy thì mình sẽ coi như đấy là những cái bài học để giúp cho mình trưởng thành hơn và giúp cho mình là vượt qua được những cái thử thách khác ở trong tương lai. Thì cái điều thứ ba mình cảm thấy là cái điểm cộng đấy chính là anh có tham gia cái lớp mà chia sẻ kiến thức của mình, thì có cái nền tảng mà anh đã tốt hơn trong cái việc là về phân tích cũng như là trong cái việc về nhận định. Thì đây là một cái điều mà có thể giúp cho cái hành trình về sau sẽ dễ hơn. Nhưng cái tâm lý là cái điều mà mình đã nói đầu video, nó sẽ làm cho hành trình khó hơn gấp bội, và mình sẽ kể dần dần cho các bạn. Ở đây thì chúng ta có một vài cái lệnh sell 0.1, 0.1 và chúng ta có một vài cái lệnh là sell 1829, 1839 ở mức độ là 1 lot. Thế chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là lúc đầu sell thì có thể chúng ta tâm lý chúng ta tốt, chúng ta ổn thì chúng ta đánh những cái lệnh mà nó nhỏ và nó ok, nó an toàn. Nhưng mà đến sau đấy chúng ta muốn gỡ lại những cái lệnh đó thì chúng ta đánh những cái lệnh to để chúng ta cố gắng chúng ta gỡ lại những cái lệnh đấy. Thì đầu tiên mình có bảo với anh ý là sell thêm là lệnh 0.1 lot ở giá 55 và về đến mức là 50 thì sẽ take profit cho cái lệnh sell, mình sẽ đánh dần dần trong những cái tình huống đó. Thì ở đây là có vào thêm ba cái lệnh 0.3 lot, 0.3 lot rất là nhiều. Hôm đó thì giá nó không có chạy gì nhiều lắm nên mình không cập nhật gì. Đến ngày hôm sau thì mình có xem với anh ý đây là cái tình trạng đó, anh đã cắt những cái lệnh sell kia và cái mức là có lãi. Và đối với cái tài khoản này thì mình đưa ra cái phương án là nó sẽ cần thời gian mà chúng ta sẽ làm theo cách là chúng ta lấy những cái lệnh mới, chúng ta bù cho những cái lệnh cũ, chứ không phải chúng ta sẽ ngồi đợi để đợi nó sẽ về bờ và đợi nó sẽ hồi lại được, thì nó sẽ tương đối mất nhiều thời gian. Và sau đó nữa thì mình còn nhắn anh ý là về 51, 53 buy lên một cái là mức giá là 0.1. Tại sao ở đây chúng ta có thể nhìn thấy được là mình hay bảo với anh ý là buy 0.1? Bởi vì mình muốn là khởi đầu cái việc cứu cháy nó sẽ an toàn và sẽ có những cái lệnh có lãi, thì nó sẽ giúp cho tâm lý của cái chủ tài khoản nó sẽ tốt hơn, nó sẽ thoải mái hơn. Chứ mình không muốn là đánh một lệnh là 0.5 lot hoặc 1 lot ở đây. Nhưng cái điều diễn biến thì nó sẽ hơi khác một chút. Nên mình có hỏi anh ấy là chỉ vào 0.1 lot hay không, thì anh lại là vào là 0.2 lot, 0.2 lot và thậm chí ở đây vào là đến 2 lot. Ở đây chúng ta đã thấy được rằng là mình rất là hiểu cảm giác là mọi người muốn gỡ cái phần tiền lỗ nó càng nhanh càng tốt.
Tuy nhiên nhiều khi chúng ta phải chấp nhận được với sự thật rằng đấy chính là các bạn càng muốn gỡ nhanh các bạn sẽ càng âm nhanh hơn. Ví dụ ở đây các bạn đánh một phát lệnh high lot thì bạn âm một số tiền rất là lớn. Mặc dù cái số pip ở đây nó âm nó không phải là quá là nhiều, nó chỉ khoảng 10 pip thôi, nhưng mà ở đây các bạn âm đến 272 đô. Một con số thực sự rất là khủng khiếp. Thì lý do đưa ra là anh ấy sợ giá nó lại vút lên. Đến khoảng 5 phút sau đấy thôi, 23:30 thì lệnh high lot dương thì có cắt không, thì đến lúc đấy nó giá nó nhấp nháy, nó chạy rất là nhanh quanh khu vực đó. Nên là mình nghĩ là sẽ không cắt ở trong cái giai đoạn đó. Và đến cuối ngày hôm đó thì mình lúc ấy khá là trễ rồi, thì mình có bảo anh ấy là những cái lệnh anh đã cân lại rồi thì anh để yên tâm đi ngủ. Và đến sáng ngày hôm sau thì đây cái tài khoản của anh ý và những cái lệnh buy ngày hôm trước, cái lệnh buy high lot đấy đã bắt đầu có cái lệnh dương, buy 50 lên 52 dương, và anh có nhồi thêm cái buy là 48. Thì mình vẫn bảo anh ý là sẽ nên đợi lên 54 và 5 nhăn để cắt cái lệnh buy, và lúc đó là tầm khoảng 6:38 buổi sáng. Và như các bạn đã thấy thì gần như là trong quá trình cứu cháy, mình như đã nói với các bạn là mình lo cho số tiền các bạn rất là nhiều, thậm chí lo hơn các bạn lo cho chính số tiền các bạn. Nên là cái việc mà như hôm trước là thức khuya đến tầm 12:00, 1:00 là chuyện bình thường. Và sáng mình dậy rất là sớm để mình check những cái tin nhắn đấy. Thực ra cũng không phải là mình nói để mình khoe là mình có trách nhiệm hay là mình giỏi hay là như thế nào, nhưng mà mình chỉ muốn để các bạn thấy được rằng là trong cái hành trình cứu cháy nó cũng giống như cứu hỏa, là các bạn phải tranh thủ và phải tận dụng từng phút, từng giờ trên thị trường. Bất cứ khi nào nó có thời điểm đẹp thì các bạn cần phải ra quyết định, bởi vì nhiều khi nó sẽ chỉ bị nhỡ mất cái giai đoạn đấy một lúc thôi là cái cơ hội về bờ các bạn nó sẽ bị mất đi và rất khó để quay trở lại. Và đến tầm 8:30 ngày hôm đó thì mình có báo anh ấy là sẽ nghĩ là 57, 58 nó sẽ đảo chiều, nó giảm lại, và chưa có thêm cái dự định gì thêm. Sau đây là tài khoản anh ấy buổi chiều sau khi chốt thì những cái lệnh buy nó là như thế này. Nhưng mà cái cảm giác một lần nữa mình nhắc lại đấy chính là các bạn luôn liên tục muốn phải có bất cứ một cái lệnh gì đó trong toàn bộ quá trình giao dịch của bạn, kể cả khi các bạn giao dịch cũng lẫn quá trình các bạn cứu cháy. Và đây là một cái điều thực sự làm mình rất là bực mình, đấy là anh luôn hỏi mình xem là có buy được hay không, ở đây có buy lướt được hay không, buy được hay không đó. Nhiều khi bạn cần phải đợi một cái điểm đẹp thì các bạn sẽ có entry nó tốt và cái lệnh bạn nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Nên bình tĩnh, nên bình tĩnh. Và tiếp nữa thì lúc 19:20 thì bạn sell thêm 0.1 giá 55 về 48:50 take profit. Thì sau đấy khoảng tầm 40 phút nửa tiếng thì anh chốt luôn được 20 pip. Thì cứ mỗi lần chúng ta gỡ ít một như thế thì cái tâm lý, các bạn sẽ thấy tâm lý bạn anh đã trở nên thoải mái hơn rất là nhiều, không còn những cái câu từ nó quá là căng thẳng nữa ở đây. Và cái đoạn này thì mình chỉ đánh scalp ngắn để dình, để ăn thêm những cái lệnh mới thôi. Và đến thời điểm đó thì giá nó đang về cái mức là 47, và đối với những cái lệnh sell này như các bạn đã thấy nó 56 mà nó tụt về mức 47 là một cái sự giảm rất là nhiều. Nên mình hỏi anh là bớt âm đi rất là nhiều. Nhưng cái điều mình nhận được đấy là anh đã buy để anh cân lại lệnh ở nguyên trong cái đoạn này, và nó theo quá trình nó lại thành rất là dở. Nên như mình đã nói là đấy chính là gì, nếu các bạn đã muốn nghe ý kiến và các bạn đã muốn nghe những cái lời khuyên của mình thì chúng ta nên bình tĩnh và chúng ta nên tôn trọng những ý kiến đó. Vì đáng nhẽ như ở đoạn này các bạn sẽ thấy nhá, là lúc ấy giá là 56 và giá nó về được 47, tức nó thêm được 10 giá nữa. Và 10 giá ở đây là 2 lot 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 lot. 2.5 lot 10 giá là một số tiền giảm rất là lớn, giảm được 2.500 đô. 6.500 mà giảm được 2.500 thì ở đâu đó chỉ còn khoảng một số, mình nghĩ là khoảng 4.000, nó giảm đi tương đối khoảng gần 30%. Nhưng mà cứ kiểu cứ buy ngược như này thì rất là dở. Xong sau đó thì một lúc sau thì những cái lệnh âm này nó chuyển thành âm một mớ cũng rất là nhiều. Các bạn cứ nhìn mỗi lệnh âm 100 đô nhé, nhưng mà nó nhân lên ở đây nó phải âm gần đến 1.000 đô, là một con số rất là lớn. Thì mình có bảo là đợi lên 46 để cắt lại mấy cái thằng 43, đành vậy. Và đến sáng ngày hôm tiếp theo ấy thì cái tin nhắn của mình cho anh lúc đầu tiên đấy là lúc 8:00 thì có mình cái điều là mình rất là tiếc nuối. Bởi vì khi mà các bạn nhìn trên đồ thị là trong cái ngày hôm đó, là nếu mà không có những cái lệnh buy mà cân lệnh, và mình rất nói thật là rất ghét cái trò cân lệnh, thì giá nó về đến khu vực là 37 và về đến 38 là hoàn toàn có thể cắt những cái lệnh sell ở trong cái thời điểm đó rồi.
đây những cái lệnh sell hoàn toàn để cắt dần những cái lệnh sell này rồi, nhưng mà nó lại vướng những cái lệnh buy thì rất là chán. Và đến thời điểm đấy thì chúng ta có cái gì là anh ấy đã cắt được bớt một cái lệnh sell một lot và chỉ còn một cái lệnh sell một lot ở đây thôi. Và mình có bảo anh là nên bình tĩnh, đừng làm gì cả. Và đến chiều ngày hôm đó thì mọi chuyện nó đang diễn ra đúng theo kế hoạch, bởi vì mình như hôm trước mình có báo anh là lên đến 46 thì cắt dần những cái lệnh buy. Thì đến tầm buổi chiều hôm đó 17:44 thì giá nó lên và mình có bảo là chốt tiếp một lệnh 0.2 ở giá 48. Vậy thì đến thời điểm đó anh đã chốt dần được bớt những cái lệnh buy và cái lệnh sell, nó là ít đi rất là nhiều. Lúc đấy âm nó chỉ khoảng là 2.900. Và giá là thời điểm này mình sẽ có một cái hành động và mình bảo anh là cắt dần những cái lệnh sell. Nhưng mà cái tâm lý như mình đã nói, mình rất là bực mình với những cái như thế này, tức là cứ mỗi khi mà cắt được một cái lệnh nào đó là liên tục, ví dụ cắt được lệnh sell là mở một lệnh buy, hoặc là cắt một cái lệnh buy mở được lệnh sell là để gỡ và để liên tục kiểu có lệnh. Mình không biết là có phải gọi là nghiện vào lệnh hay không, hay là kiểu muốn gỡ lại những cái lệnh cũ, thì đây là một cái điều mà cứ buy ngược buy xuôi nó sẽ rất là khó để xử lý, rất là khó để xử lý. Và nếu các bạn quay trở lại nhìn trên đồ thị, các bạn sẽ thấy là trong cái lúc tầm 19 giờ đến 20 giờ giá nó chạy từ 1943 đến khu vực là 1953. Và một lần nữa anh ấy lại chưa cắt được cái lệnh sell một lot, chính là cái lệnh này, cái lệnh sell này, và lại tiếp tục cái quá trình xử lý lại lâu hơn. Và cái lệnh buy thì đáng nhẽ là phải cắt được hết những cái lệnh buy này rồi và mở lại được cái lệnh sell thời điểm đấy. Đọc lại, bây giờ mình đọc lại mình cũng thấy cũng hơi bực. Và bây giờ còn dư ra 1.3 cái lệnh sell. Và mình chỉ biết thốt lên một cái điều đấy là anh đã bỏ mất hai lần, hai cơ hội để có thể thoát được ra khỏi tình trạng bị cháy tài khoản. Rất là tiếc. Và đến cuối cùng của đêm hôm đó thì cắt toàn bộ lệnh buy, thì để lại những lệnh sell thì nó sẽ chỉ âm khoảng 3.000. Và anh có hỏi là đặt buy stop hay không thì mình nghĩ là không. Và như thế cũng khá là hợp lý. Đến thời điểm sang đến tiếp ngày hôm sau, cái hành trình nó vẫn kéo dài như thế. Thì đây là một câu chuyện thực tế để cho bạn thấy được rằng là cái hành trình cứu cháy nó không phải đơn giản là ngày 1, ngày 2. Tức không phải các bạn hỏi mình: "À Minh ơi, tài khoản cứu cháy như nào?" Mình đưa cho bạn một cái signal, đưa các bạn một lệnh, và bạn vào đúng cái lệnh đó thì các bạn lại có lãi xong chỉ trong vòng khoảng 5 phút, 10 phút. Thì thực tế nó không phải như vậy, mà nó giống như kiểu các bạn đi khám bệnh, các bạn đi chữa bệnh, thì cái hành trình các bạn chữa nó sẽ có khi kéo dài vài ngày, vài tháng, thậm chí là lâu hơn rất là nhiều. Việc các bạn cần làm là phải bình tĩnh. Thì đến ngày hôm sau cái tài khoản nó chỉ còn âm khoảng 2.400, 2.500, nó cũng khá là ok. Thì mình có hỏi anh ý là tổng những cái tài khoản thời điểm hiện tại, mặc dù ở đây các bạn sẽ thấy là âm khoảng 2.500 nhé, nhưng mà thực tế cái tài khoản này sau nhiều lần trade, sau nhiều lần mình đi cùng anh để cắt bớt những cái lệnh lãi đi, thì cái tổng số lợi nhuận ấy nó đang là dương là $500. Và thực tế mình thấy là nên cắt những cái lệnh đấy. Thì loanh quanh những cái mớ này nó sẽ rất là mệt mỏi. Và thực tế đây là một cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn trong hành trình cứu cháy. Nếu các bạn đừng kỳ vọng là tất cả những cái lệnh của bạn nó dương hết, mà các bạn phải chấp nhận đấy là khi mà tổng của bạn nó về bờ, tổng của bạn nó đã dương rồi, thì chúng ta nên cắt những cái lệnh đó để chúng ta vào những cái entry mới, thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn. Bởi vì bao giờ nó sẽ như thế, giống như kiểu ở ngoài đời các bạn làm những cái gì các bạn làm mới, nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ đơn giản hơn so với cái việc là có những cái cũ các bạn là phải làm, các bạn là phải sửa, rồi các bạn là phải update, rồi các bạn là phải nâng cấp, tốn rất là nhiều khoảng thời gian, thì mình thấy rất là mệt mỏi. Mình khuyên các bạn là nên cắt hết và các bạn nên làm lại. Thì đấy là cái lời khuyên của mình. Và lại một hôm sau đấy nữa, một hôm tiếp theo sau đấy nữa, thì đây là tình hình tài khoản nó âm khoảng 3.700. Và mình lại một lần nữa phải thốt lên một câu tiếc nuối, đấy chính là hôm qua về 44 thì không cắt những cái lệnh đó. Và thậm chí cắt lúc đấy thì nó không chỉ là dương 500, phải âm dương đến 1.000, dương 1.200, thậm chí dương đến 1.500 đô. Nhưng cuối cùng là anh ấy lại mất đi cơ hội để cắt những cái lệnh đó, thì rất là tiếc. Và đây là 3 lần không thoát được khỏi cái tình trạng cháy đấy, rất là đáng tiếc. Nên nhiều khi mình đã bảo với các bạn như ở trên, nên đây chúng ta phải quyết đoán và chúng ta phải tập trung vào việc cứu tài khoản. Bởi vì có thể là các bạn bận, nhưng mà nếu mà giá đến một cái vùng quan trọng nào đấy mà chúng ta cảm thấy là chúng ta chấp nhận, chúng ta cắt lỗ ở đấy được, mà chúng ta cảm thấy thoải mái, chúng ta nên đặt một cái cảnh báo, chúng ta nên có một cái biện pháp gì đó để theo dõi giá, để cho cắt được cái tình huống đấy càng sớm càng tốt. Vì như mình đã nói, cơ hội nhiều khi chỉ đến một lần thôi, và các bạn bỏ qua cơ hội đó thì nó sẽ chờ đợi rất là lâu
rất rất là mệt mỏi. Và tiếp theo sau đó nữa thì cái hành trình buy sell liên tục nó diễn ra như thế này, các bạn sẽ thấy tài khoản nó âm loanh quanh ở 2,000 mấy, 3,000. Nhưng mình đã thuyết phục và mình đã nói với anh ấy là cắt hết, và đây là kết quả ở trong cái thời điểm đó đối với những cái lệnh có trạng thái nó âm khoảng 1,700. Nhưng mà đây, những cái lệnh này này nó đang âm trong cái lịch sử đang trong âm 1,700. Nhưng mà theo đúng theo cái plan và theo những cái kế hoạch mình đã tốt hơn thì cuối cùng chốt tổng lại là vẫn lãi được 600 U. Thì mình thấy đây là kết quả, mình vẫn đánh giá đây là hành trình cứu cháy mà nó thành công và nó kết quả tốt, mặc dù là thực tế nó không phải là những cái gì nó quá là xuất sắc, nó không phải là ngày 1, ngày 2. Thì sau đó mình có ngồi tính lại và hỏi lại với anh ý là trong toàn bộ quá trình nó nạp rút như thế nào, rồi lãi lỗ như thế nào, để tính lại một lần nữa cái số tiền đấy nó như thế nào. Thì hóa ra cái số lãi 600 U này chỉ là lãi trong ngày, và tổng lại toàn bộ quá trình là lãi hay là lỗ thì là vẫn lãi được con số là 2,800. Thì thực sự đây là cái điều mình, như mình đã nói, nó rất là vui, mặc dù là có những lệnh mà chúng ta phải chốt âm, có những lệnh chúng ta phải chốt lỗ, nhưng tổng cái hành trình chúng ta làm cái hành trình lãi thì là một cái điều làm mình cảm thấy rất là đáng mừng và làm mình cảm thấy rất là vui. Và mỗi câu chuyện cứu cháy, mặc dù cái cốt truyện chính nó đều là như nhau, là các bạn đến tìm mình trong cái hoàn cảnh các bạn bị cháy, và kết quả thì nó chỉ có hai kết quả, một là cứu được, hai là không cứu được. Nhưng mà với mỗi câu chuyện chúng ta đều có những cái diễn biến khác nhau, và chúng ta đều có một bài học khác nhau. Ví dụ như ở trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy có rất nhiều cơ hội về bờ, nhưng chúng ta không quyết đoán, chúng ta không tập trung theo dõi, chúng ta không tin tưởng vào cái kế hoạch chúng ta đề ra, và chúng ta quá là bị tâm lý buy sell lẫn lộn, cân lệnh đủ các thể loại. Và cuối cùng là gì? Những cơ hội chúng ta mất đi nó làm càng làm cái tâm lý nó rối hơn rất là nhiều. Vậy thì qua mỗi câu chuyện và qua mỗi lần chúng ta nói chuyện với nhau thì mình hy vọng và mình sẽ muốn là các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái điều đó, và muốn là các bạn sẽ có được những cái nhìn nhận tốt hơn về thị trường trong cái việc là cứu cháy. Và một lần nữa thì mình bao giờ cũng như vậy, mình rất là hy vọng là khi các bạn gặp mình, chúng ta sẽ không bao giờ phải rơi vào cái tình trạng là các bạn bị thua lỗ hay các bạn bị cháy. Và cảm ơn các bạn luôn dành thời gian để theo dõi Em Invest, và các bạn luôn dành thời gian để tin yêu mình. Và xin gặp lại các bạn ở trong video lần sau. Xin chào.